Em xin chào anh em. Trả lời kênh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con máy nổ Kubota Z482 nha anh em. Con này hai máy. Đây con này có cái bơm dầu phụ nè. Rồi có cái bơm dầu thủy lực luôn. Đó, anh em nào mà có chạy vỏ hay gì đó là để cái canh dầu ở dưới là cái bơm dầu này nó bơm lên được nè. Có máy chạy cái bô dòm khu rang luôn. Rồi, em show sơ lược cho anh em xem một vòng để em test cho nó chạy thử nha. Đây con này mã số là 333 nè. Đó, ốc tán em rửa chưa sạch nha. Còn dơ. Rồi, test cho nó chạy thử coi. Ok anh em, không có đổ hơi tí nào luôn nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con Z482 thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312207 nha anh em. Công ty Đức Tùng. Rồi em xin cảm ơn.